chương 3161, bùng nổ, tam tộc VSC Long cung năm. Ha hả, làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Long Vu thực lực, mất đi đi. Quy thừa tướng ra mệnh lệnh đạt, thượng vạn danh Long Vu huyền phù ở diễn thiên bàn cờ thượng. Long Vu, đỉnh Long chủng. Long cung thượng vạn danh Long Vu, ở diễn thiên bàn cờ thượng, toàn bộ có thể bùng nổ thần đế bát giai sức chiến đấu, hơn nữa ở thần đế bát giai bên trong, bọn họ một người có thể chống lại ba gã cùng cấp bậc sức chiến đấu tồn tại. Này liền tương đương với Tam vạn danh thần đế bát giai cường giả phát ra công kích. Cửu kiếm chủng tộc lần này Tam vạn nhiều danh tinh anh toàn bộ đã đến, nhưng bọn hắn tinh anh, bất quá là thần đế ngũ giai trở lên. Cùng Long Vu so sánh với, kém cực xa. Một vạn danh Long Vu liên thủ một kích, vũ trụ tôn giả nhất giai cũng muốn trốn. Che trời lấp đất trận pháp hướng tới phía trước bộ xương khô quân đoàn tập kích mà đi. Khủng bố trận pháp chi lực bay thẳng đến phía trước oanh kích mà đi. Không tốt, bọn họ công kích thực khủng bố. Cửu kiếm chủng tộc Viết lệ chủng tộc sở hữu cường giả cảm ứng được bộ xương khô nhất tộc công kích, sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng tới một bên trốn đi. Bất quá, bộ xương khô quân đoàn cũng không có tránh né, bọn họ một đám ở sát bên nhau, giống như công thành vũ khí sắc bén, tiếp tục hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Ầm ầm ầm. Long Vu từng đạo khủng bố trận pháp dừng ở bộ xương khô quân đoàn trên người, ở vào phía trước nhất vị trí, hơn một tỷ chỉ bộ xương khô nháy mắt hỏng mất, một đám xương cốt hướng tới chung quanh tứ tán mà đi. Bọn họ trong mắt quỷ hỏa tắt, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trong nháy mắt, hơn một tỷ chỉ bộ xương khô bị nháy mắt nháy mắt hạ gục. Cái gì? T, kia Long cung thượng vạn danh thành viên hảo cường, Long cung này thượng vạn danh trận pháp sư, toàn bộ đều là thần đế bát giai tồn tại. Lợi hại, thật là không nghĩ tới, Long cung thế nhưng còn có như vậy khủng bố quân đoàn. Chung quanh quan kháng vũ trụ tôn giả thấy như vậy một màn trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngay cả sương mù chủng tộc xương đỏ tôn giả bọn họ cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Như thế khủng bố công kích, như thế khủng bố trận pháp quân đoàn, bọn họ sương mù chủng tộc đều không có. Vèo vèo vèo. Phía trước nhất bộ xương khô bị diệt sát, lúc này, mấy trăm vạn nói mũi tên che trời lấp đất hướng tới tam đại chủng tộc mọi người bao trùm mà đi. Mũi tên long long chủng số lượng hiện giờ đạt tới 10 vạn, 10 vạn danh mũi tên long long chủng, bọn họ tuy rằng không có long vu như vậy cường đại, nhưng là lực công kích cũng không yếu. Trong đó mũi tên long long chủng trung, thần đế đỉnh cường giả có hơn 10 người. Mỗi một người thần đế đỉnh cường giả công kích, đều mang theo khủng bố vô cùng uy thế. Mũi tên hóa thành phong thần long bộ dáng, mang theo khủng bố uy thế. Ngăn cản, tiến công. Bộ xương khô nhất tộc phía sau, một người thần đế đỉnh hoàng kim bộ xương khô lớn tiếng mệnh lệnh nói. Tiến công. Tiến công. Cửu kiếm chủng tộc cùng huyết lệ chủng tộc cường giả cũng là lớn tiếng quát. Bọn họ tam đại chủng tộc, sao có thể cái long cung một cái quân đoàn công kích dọa sợ. Ngay sau đó, tam đại chủng tộc sở hữu thành viên động lên. Bọn họ huy động trong tay vũ khí, hướng tới từng đạo mũi tên công kích mà đi. Ầm ầm ầm. Từng cây mũi tên bị trực tiếp đánh bạo. 103 danh thần đế đỉnh cường giả. Quy thừa tướng đứng ở trên không, cảm thụ được phía trước truyền đến uy thế, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm. Thần đế đỉnh số lượng so Long cung nhiều. Nhưng là Long cung không sợ chút nào. Long pháo, chuẩn bị. Quy thừa tướng sắc mặt bất biến tiếp tục mệnh lệnh nói. Ầm 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 thượng trăm cái long pháo nhắm ngay phía trước tam đại chủng tộc sở hữu cường giả công kích ầm 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 long pháo tiếng gầm rú vang lên một đám khủng bố vô cùng ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa thần long bộ dáng mỗi một cái hỏa thần long mười vạn mét lớn nhỏ bay thẳng đến phía trước tàn sát bừa bãi mà đi tương so với long duệ chủng tộc lúc trước sử dụng long pháo uy lực càng thêm khủng bố lúc trước long duệ chủng tộc trăm cái long pháo tề oanh có thể bộc phát ra diệt sát vũ trụ tôn giả nhất giai uy thế hiện tại đồng dạng có thể làm được cửu kiếm thần phổ ra. Bộ xương khô nhất tộc, lấy ra các ngươi chiến tranh khí giới. Cửu kiếm chủng tộc một người trưởng lão trống to một tiếng, cảm ứng long pháo khủng bố công kích, cánh tay vung lên, một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo vật lên không mà đi. Cửu kiếm thần phổ chia làm chính tranh vẽ, mỗi một cái tranh vẽ trung đều có một thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa khủng bố vi thế. Vèo vèo vèo. Cửu kiếm bay ra, hướng tới kia long pháo phát ra ngọn lửa thần long tập kích mà đi. Ầm ầm ầm. Chính ngọn lửa thần long nháy mắt hỏng mất bộ xương khô người khổng lồ con rối bộ xương khô điểu khô lâu sơn bộ xương khô nhất tộc nghe được cửu kiếm chủng tộc thanh âm tên kia thần đế đỉnh kim sắc bộ xương khô hét lớn một tiếng kkk ở vào bộ xương khô đảo phía trước vị trí kia treo ở phía trước một đám đầu lâu hướng tới phía trước bay đi rậm rạp ít nhất có mấy trăm vạn cái đầu lâu tạo thành một cái khổng lồ vô cùng bộ xương khô oanh trong nháy mắt kia tạo thành bộ xương khô người khổng lồ đầu trong mắt đột nhiên nở rộ ra khủng bố quỷ hỏa một cổ uy thế cường đại hướng tới chung quanh càng quét mà đi. KKK Bộ xương khô người khổng lồ phát ra thấm người thanh âm, lập tức nhảy vào chiến trường. KKK Này cũng không có kết thúc, phía sau bộ xương khô đảo nội, lại bay ra từng con loài chim đầu lâu lô, rậm rạp loài chim đầu tạo thành chỉ bộ xương khô điểu. Còn có một đám bộ xương khô chi làm bay lên tới, hội tụ thành một cái khổng lồ vô cùng khô lâu sơn. Trong nháy mắt, ba cái hình thể ở 10 vạn mét lớn nhỏ bộ xương khô hình thành. Bọn họ ngập trời khí thế chút nào không thể so vũ trụ tôn giả nhất gia nhược. Này đó là bộ xương khô nhất tộc ác chủ bài chi nhất. Khạch khạch khạch, thực hảo thực hảo, sát. Huyết lệ chủng tộc cường giả nhìn đến bộ xương khô nhất tộc bộc phát ra ác chủ bài, trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Bọn họ mang theo thông thiên sát khí, bay thẳng đến phía trước phóng đi. Chiến sủng, vô đầu, công kích. Lôi đình long cốt, công kích. Chiến đấu thiên sứ, công kích. Quy thừa tướng nhìn đến bộ xương khô chủng tộc ba cái đủ để so sánh vũ trụ tôn giả nhất giai bộ xương khô người khổng lồ sắc mặt không có chút nào dao động cánh tay vung lên chiến sủng tôn giả cấp bậc quy sĩ giật thú vô đầu bán cho long duệ chủng tộc sau bị long cung đạt được lôi đình long cốt chính là từ long duệ chủng tộc long mặt tôn giả nơi đó đạt được tôn giả cấp bậc chiến đấu thiên sứ còn lại là chém giết lâu sơn tôn giả đạt được tam đại vũ trụ tôn giả cấp bậc sức chiến đấu bị quy thừa tướng để vào chiến trường chung ân nhìn đến long cung trực tiếp bại lộ ra ba cái ác chủ bài đối kháng bộ xương khô nhất tộc ác chủ bài mọi người hơi kinh hãi sát tộc trưởng cứu ta lúc này ở vào trên không vị trí vương tiên tỏa định một người vũ trụ tôn giả nhị giai huyết lệ chủng tộc cường giả hắn đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng ở hắn còn chưa phản ứng lại đây nháy mắt vương tiên đã đi vào hắn một bên long trảo dừng ở thân hình hắn thượng một cổ khủng bố năng lượng đem chi bao phủ ngũ hành đại ma huyền phù ở đỉnh đầu hắn sinh cơ lệnh này nhanh chóng biến mất Vương Tiên lấy hắn xuất kỳ bất ý tốc độ, nắm lấy cơ hội nháy mắt mặt sát một người vũ trụ tôn giả nhị giai cường giả. Tấu chương xong. Chương 3162, Long bộ xương cô huyết long VS lôi long thượng. Cái gì? T, sao lại thế này? Kỳ Long Vương tốc độ thật nhanh. Vương Tiên ra tay, đột nhiên đem tốc độ thi triển đến cực hạn nháy mắt mặt sát một người vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại. Này lệnh chung quanh sở hữu tôn giả trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Khuyết lệ chủng tộc tộc trưởng ánh mắt đảo qua đi trên mặt máu kích động tràn ngập cuồng nộ chi sắc khi đỏ như máu trong mắt trung mạo một tia sát khí cùng kiên kỵ thần sắc cẩn thận khi long vương tốc độ thực mau cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng ánh mắt nhìn lại trong lòng cũng là trầm xuống lớn tiếng nhắc nhở nói bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới vương tiên tốc độ thế nhưng sẽ như thế khủng bố càng không nghĩ tới bọn họ bên này thế nhưng ở như thế đoạn thời gian nội bị giết một người vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại đây chính là một người vũ trụ tôn giả nhị giai cường giả, bọn họ bên này nhiều ra tới một người vũ trụ tôn giả nhị giai, hiện tại cũng bị Long Cung Long Vương nháy mắt hạ gục. T, kia Long Cung Long Vương thực lực hảo cường. Thật là khủng khiếp tốc độ. Khi tốc độ, đối với chúng ta sương mù chủng tộc tới nói là cực đại mà khắc chế. Ở vào chung quanh quan chiến vũ trụ sơ cấp chủng tộc các tộc tôn giả nhóm, trên mặt cũng là lộ ra kinh hải chi sắc. Cho dù là sương đỏ tôn giả, cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại bọn họ có chút kiếp sợ Long Cung Long Vương tốc độ. Có chút kinh hãi, chiến tranh vừa mới bùng nổ, liền có một người tôn giả ngã xuống, vẫn là một người vũ trụ tôn giả nhị giai. Như thế cấp bậc, đặt ở bọn họ tôn trong tộc, cũng là người mạnh nhất chi nhất. Trách không được có thể đem lâu sơn bọn họ giết, tốc độ này thực khủng bố. Cổ họa tông môn hai gã tôn giả thấy như vậy một màn sắc mặt âm trầm vô cùng. Khi Long Vương giao cho ta. Huyết lệ chủng tộc tộc trưởng nhìn chầm chầm vương tiên, đầy mặt sát khí gào thét, mang theo thông thiên huyết trụ, cánh tay vung lên, biển máu hướng tới hắn tập kích mà đi. Ở biển máu bên trong, một đám móng vuốt điên cuồng hướng tới huyết lệ chủng tộc tộc trưởng chọc tới. Hừ. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, ngũ hành đại ma bay thẳng đến kia biển máu trấn áp mà đi. Trống trống trống. Lúc này, đột nhiên lại một tiếng lệnh nhân tâm giật mình tiếng gầm gừ vang lên. Bùng bùng. Ca ca a a a. Ở vào một bên vị trí, một cái toàn thân tản ra màu đen u quan bộ xương khô đối mặt tiếng sấm bộ xương khô nhất tộc, am hiểu cận chiến. Nhưng đương hắn cận chiến đến tiếng sấm trước người thời điểm, tiếng sấm lập tức hóa rồng. Một cái hình thể trăm mét lôi long xuất hiện ở kia bộ xương khô nhất tộc cường giả trước người. Ở hắn còn chưa phản ứng lại đây nháy mắt, tiếng sấm loạn choạng thân hình, toàn thân lôi đình tản mát ra khủng bố lôi phạt. Long trảo trực tiếp bắt lấy kia chỉ u ám bộ xương khô. Khủng bố lôi đình nháy mắt hoàn toàn đi vào hắn bộ xương khô bên trong. Thuộc về vũ trụ tôn giả tam giai thực lực, toàn bộ bộc phát ra tới. Chạm vào hắn long trảo thật mạnh vung lên, đem kia bộ xương khô thi thể ném ở long cung phía trước vị trí. Trống trống. Liền chút thực lực ấy, còn dám xâm lấn chúng ta long cung. Hôm nay các ngươi tam tộc toàn bộ lưu lại nơi này đi. Tiếng sấm đầy mặt cùng bạo quát, một thân lôi đình chi lực giống như muốn tiêu diệt thế giống nhau. Hắn không có chút nào do dự, bay thẳng đến phía trước một người vũ trụ tôn giả tập kích mà đi. Đáng chết, kia lôi long thực lực là vũ trụ tôn giả tam giai. Vũ trụ tôn giả tam giai tồn tại, chúng ta không phải đối thủ, Bộ xương khô tộc trưởng, các ngươi ác chủ bài đâu, ác chủ bài đâu? Đột nhiên lại một người bộ xương khô nhất tộc vũ trụ tôn giả nhị giai bộ xương khô bị tiếng sấm đột nhiên chém giết, Cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng trừng lớn đôi mắt, đầy mặt hoảng sợ quá. Long cung thế nhưng có vũ trụ tôn giả tam giai tồn tại. Long cung lại chém giết một người vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại. Này. Bọn họ Cửu kiếm chủng tộc lúc này đây trở về, là muốn tiêu diệt Long cung, không phải bị diệt. Chung quanh quan chiến một chúng vũ trụ tôn giả thân hình run rẩy ánh mắt lộ ra kinh hãi này ngắn ngủn thời gian nội long cung liền tiêu diệt tam tộc hai gã vũ trụ tôn giả nhị giai sức chiến đấu càng quan trọng là long cung có vũ trụ tôn giả tam giai tồn tại có được vũ trụ tôn giả tam giai cường giả tọa trứng tam tộc muốn tiêu diệt long cung phi thường khó khăn hơn nữa xem loại tình huống này ai diệt ai còn khó mà nói sương đỏ tôn giả trong miệng lẩm bẩm còn lại một chúng tôn giả trong mắt tràn ngập kính sợ long cung bột phát ra tới thực lực quá cường đáng chết long cung các ngươi cũng dám giết chúng ta bộ xương khô nhất tộc cường giả kim sắc bộ xương khô tộc trưởng nhìn đến một người trong tộc cường giả bị giết trên người nở rộ ra từng đạo kim sắc quan huy bộ xương khô tộc trưởng chạy nhanh đem các ngươi chủng tộc sở hữu ác chủ bài lấy ra tới nếu không phải đối thủ chúng ta liền lập tức đào tẩu cửu kiếm chủng tộc giờ phút này trong lòng sinh ra sợ hãi hắn cũng là vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại này nếu là chính mình vận khí không tốt rất có khả năng liền chết ở chỗ này hắn nhưng không muốn chết cầm miệng kim sắc bộ xương khô tộc trưởng mở ra miệng rộng, trống to một tiếng. Ha ha ha, thần long huyết mạch, thuần khiết lôi long huyết mạch, ta muốn ngươi huyết mạch. Hắn có chút điên cuồng gào thét. Long bộ xương khô đại nhân, tiêu diệt bọn họ. Hắn lấy ra một cái màu đen lệnh bài, cánh tay vung lên, lệnh bài bay thẳng đến bộ xương khô đảo nội bay đi. Ầm ầm ầm. Lệnh bài huyền phù ở bộ xương khô đảo trên không, một bôi đen ám bay thẳng đến phía dưới trùng tới. Trống trống trống. Bộ xương khô đảo nội, một tiếng rồng ngâm từ bên trong truyền ra tới. Theo sát, một cái khổng lồ vô cùng, thần long bộ dáng bộ xương khô từ bên trong bay ra tới. Hắn long đầu địa phương, từ một đám đỏ như máu đầu lâu tạo thành. Ở vào trung ương vị trí, có một cái trăm mét lớn nhỏ đầu lâu. Cái này đầu lâu có được chính mình trí tuệ, cũng là toàn bộ thân hình khống chế giả. Thuần khiết thần long huyết mạch. Năm nghìn mễ tả hữu long bộ xương khô tản ra lệnh mọi người rùng mình khí thế, hắn ánh mắt tỏa định lôi long, trong mắt quỷ hỏa điên cuồng nhảy lên đây là các ngươi bộ xương khô nhất tộc ác chủ bài sao? Vương Tiên ánh mắt nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Toàn bộ long bộ xương khô long khu bộ phận, hoàn toàn cùng thần long chi khu không có chút nào khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là long đầu, bộ xương khô nhất tộc được đến một cái thần long long cốt, khuyết thiếu long đầu long cốt. Oanh! Long bộ xương khô thân hình vừa động, chung quanh hắc ám pháp tắc tràn ngập, mang theo khủng bố bi thế hướng tới tiếng sấm tập kích mà đi. Chỉ bằng ngươi, mượn chúng ta thần long thân hình, còn muốn đánh bại ta, tiếng sấm cảm ứng này long bộ xương khô y thế trong mắt tràn ngập lạnh băng thần sắc hắn hình thể nháy mắt biến thành vạn mét lớn nhỏ không sợ chút nào đón nhận đi KKK huyết lệ nhất tộc thuần khiết thần long huyết mạch liền ở trước mắt các ngươi còn có điều giữ lại sao kim sắc bộ xương khô tộc trưởng ánh mắt đảo qua trống to một tiếng hướng tới một bên huyết lệ tộc trưởng quát phiền toái ngươi bộ xương khô nhất tộc không phải nói long cung không có vũ trụ tôn giả tam cấp tồn tại sao huyết lệ tộc trưởng sắc mặt biến ảo có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ hắn bàn tay vừa động, từng mảnh long lân xuất hiện ở trong tay chính mình. Ta lấy thần long chi long lân, hóa huyết long. Huyết lệ tộc trưởng ngửa đầu điên cuồng gào thét, toàn bộ thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong tay long lân, hướng tới hắn thân hình bao trùm mà đi. Tấu chương xong. Chương 3163, long bộ xương khô huyết long vs lôi long hạ. Trống trống trống. riết cào thanh âm vang lên, thanh âm cùng rồng ngâm tương tự, nhưng là lại mang theo một tia thê lương. Huyết lệ tộc trưởng trong tay long lân bay ra, hướng tới thân hình hắn thượng bao trùm mà đi. Mà thân hình hắn, chậm rãi ngưng tụ thành thần long bộ dáng. Ở long lân bao trùm dưới, lập lòe đá quý ánh sáng. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm tiếng sấm, trong mắt tràn ngập cuồng bạo thị huyết cùng sát ý, cùng với kia nồng đậm nóng cháy chi sắc. Ầm ầm ầm. Hắn mang theo không kém gì vũ trụ tôn giả tam giai uy thế, bay thẳng đến tiếng sấm tập kích mà đi. Lấy chúng ta thần long thân hình chi vật tăng lên thực lực, còn muốn diệt chân long, vọng tưởng. Tiếng sấm nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt long bộ xương khô cùng kia huyết long không sợ chút nào trên mặt tràn ngập uy nghiêm từng đạo lôi đình hướng tới bọn họ tập kích mà đi ca 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 long bộ xương khô ném động khổng lồ vô cùng long đuôi bay thẳng đến lôi đình quét ngang mà đi kia khủng bố long cốt nháy mắt lệnh lôi đình hỏng mất tiêu diệt này lôi long long bộ xương khô ánh mắt quét về phía huyết lệ tộc trưởng trống lớn nói hảo sát huyết lệ tộc trưởng đỏ như máu trong mắt phóng xuất ra quang mang hắn long lân bao trùm móng vuốt bay thẳng đến tiếng sấm chộp tới lôi đình trừ tà tiếng sấm không chút nào yếu thế đồng dạng huy động long trảo đón nhận huyết lệ tộc trưởng long trảo hắn nải chân chính thần long kia long bộ xương khô cùng huyết long bất quá là dựa vào thần long thân hình long lân mới có được như thế thực lực đối mặt hai gã cùng cấp bậc hắn không sợ chút nào tư 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 lôi long long trảo cùng huyết long long trảo va chạm ở bên nhau thượng huyết long móng vuốt thượng máu tươi nhanh chóng tan rã oanh lúc này một bên vị trí lại một cái khổng lồ vô cùng long trảo hướng tới tiếng sấm tập kích mà đến. Tiếng sấm ánh mắt một ngưng, lôi đình long đuôi trực tiếp tấn mảnh quét ngang mà đi. Chạm vào. Ba chạm thanh âm truyền đến, tiếng sấm thân hình lùi lại, đối mặt huyết long cùng long bộ xương khô, hắn rất khó chiếm cứ thượng phong. Mau chóng đêm này hơn người giết, chi viện tiếng sấm. Vương tiên ánh mắt đảo qua trên không chiến đấu, trên mặt tràn ngập lạnh băng. Hắn không nghĩ tới tam tộc thế nhưng có hai gã vũ trụ tôn giả tam gia sức chiến đấu. Tuy rằng này đây đặc thù phương pháp tăng lên, nhưng là kia long bộ xương khô, kia long lân, đều là thuần chủng cường đại thần long trên người bảo vật. Thật đánh thật vũ trụ bảo vật. Loại này bảo vật chính là so hậu thiên linh bảo còn phải cường đại. Là long vương. Một chúng long cung tôn giả nghe được vương tiên nói, trên người dân lên cùng bạo uy thế. Hiện giờ tam tộc bảy tên vũ trụ tôn giả nhị giai, trong đó hai gã bị giết, huyết lệ tộc trưởng lại dựa vào long lân tăng lên đến vũ trụ tôn giả tam giai đối kháng gỡ mình minh, bọn họ gần chỉ có bốn gã. Lấy long cung thực lực, hoàn toàn có thể đưa bọn họ mau chóng tiêu diệt. Ha ha ha, hôm nay các ngươi Long cung tất diệt, kiếm linh ra. Cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng nhìn đến bộ xương khô nhất tộc, huyết lệ chủng tộc thế nhưng bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, trên mặt lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay vung lên, đến từ chính cửu kiếm chủng tộc ác chủ bài thực chiến mà ra. Một thanh thần kiếm nội, bay ra một cái dữ tận đáng sợ kiếm linh. Kiếm linh hình thái cùng thần long có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Nó từ hư ngưng thật, trên người tản ra cường đại sát khí vương tiên bọn họ có thể từ này kiếm linh trên người mơ hồ cảm ứng được long huyết hơi thở khuyết lệ tộc trưởng trước thoát khỏi cái kia lôi long trước đem long cung còn lại tôn giả chém giết cuối cùng lại thu thập cái kia lôi long kim sắc bộ xương khô tộc trưởng ánh mắt đảo qua long cung lực lượng lớn tiếng quát hảo khuyết lệ tộc trưởng lập tức đáp hắn cũng cảm ứng được trước mắt này lôi long thực lực phi thường cường đại kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú trong khoảng thời gian ngắn rất khó đem chi chém giết nhưng hiện tại có thể lệnh Long Bộ Sương Khô đem này quấn quanh trụ, chính mình đi chém giết Long cung còn lại cường giả. Đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ muốn chạy trốn đi. Tiếng sấm ánh mắt quét tới, trên người Lôi Đình cuồng bạo, trực tiếp thành lập một cái khủng bố lĩnh vực, đem huyết lệ tộc trưởng cùng Long Bộ Sương Khô bao phủ trong đó, lệnh này không thể đủ đi phía dưới săn giết Long cung thành viên. Sát. Vương Tiên nhìn đến tiếng sấm toàn lực kiềm chế Long Bộ Sương Khô cùng Huyết Long, trống to một tiếng, tốc độ thi triển tới rồi cực hạn ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước kim sắc bộ xương khô tộc trưởng. Ngũ hành đại ma xoay tròn, đồng dạng hướng tới kim sắc bộ xương khô tộc trưởng trấn áp mà đi. Khủng bố tốc độ cùng uy thế, lệnh kim sắc bộ xương khô tộc trưởng sắc mặt cuồng biến. Ngăn cản, phòng ngự. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng lớn tiếng quát. Chỉ cần long bộ xương khô cũng hoặc là huyết lệ tộc trưởng thoát khỏi cái kia lôi long kiềm chế, thắng lợi chính là thuộc về bọn họ. Khi thuần chủng thần long huyết mạch, chính là thuộc về bọn họ. Trận pháp, khởi. Lúc này, một thanh âm từ thiên trận trong miệng truyền ra, vốn là rơi xuống mưa to dọc mưa đột nhiên càng thêm dồn dập lên. Dọc mưa trung, dường như ẩn chứa một cổ cường đại quái nhiễu chi lực. Trận pháp khởi. Một vạn danh long vu nơi đó, đồng dạng hét lớn một tiếng. Càng thêm dồn dập nước mưa bao trùm toàn bộ chiến trường, bao trùm phía trước bộ xương khô đảo. Ân. Ừ. Long cung có không ít cường đại trận pháp sư, bọn họ trước tiên biết bộ xương khô chủng tộc sẽ xâm lấn, cho nên bọn họ bày ra trận pháp, bất quá này trận pháp dường như là vây trận, phòng ngừa đối phương đào tẩu trận pháp thật đúng là tự tin chung quanh quan chiến vị trí sương đỏ tôn giả cảm ứng chung quanh dọc nước trong miệng nói này dọc nước bao phủ phạm vi phi thường khủng bố bọn họ bên này đều bị bao trùng trụ tại đây dọc nước trong phạm vi liền hắn cũng không thể đủ trực tiếp trốn hồi chính mình vũ trụ thần quốc nội chỉ có vũ trụ tôn giả tam giai cường giả mới có thể đủ đột phá dọc mưa phòng ngự long cung các đệ tử cho ta sát trận pháp mở ra hơn nữa không có đã chịu chút nào cản trở bộ xương khô đảo bộ xương khô cửu kiếm chủng tộc đệ tử huyết lệ chủng tộc cường giả tam đại chủng tộc đại quân như cũ điên cùng công kích mà đến quy thừa tướng hạ đặt một cái mệnh lệnh bộ xương khô nhất tộc ác chủ bài cùng cửu kiếm chủng tộc ác chủ bài đã bị long cung ngăn cản trụ khi kế tiếp nên long cung bùng nổ ác chủ bài lúc quy thừa tướng mệnh lệnh là một cái tín hiệu ở vào long cung nội 10 cái thân ảnh nháy mắt lấy một loại khủng bố tốc độ hướng tới chiến trường trung bay đi lúc này phía trước chiến trường Long cung ngự long long chủng cùng cùng long long chủng ở vào phía trước nhất vị trí. Trăm vạn chỉ cắn nuốt chi long ở vào tả hữu hai sườn vị trí. Tinh một long chủng, kích long vệ, nọc độc cù long loại từ từ long chủng theo sát sau đó. Cá heo biển nhất tộc phụ trợ thanh âm tràn ngập ở chiến trường nội. Khủng bố đại chiến hoàn toàn bùng nổ mở ra. Cho dù là long cung, ở ngắn ngủn thời gian nội đều có mấy trăm danh thành viên ngã xuống. Bất quá tương so với long cung tổn thất, tam tộc tử vong liền càng thêm khủng bố bộ xương khô nhất tộc bị tiêu diệt bộ xương khô đạt tới hai mươi mấy trăm triệu. Cửu kiếm chủng tộc cùng huyết lệ chủng tộc cũng có thượng vạn danh cường giả bị giết. Hai bên ai thua ai thắng cũng không tốt nói. Bất quá đương long cung mười tên bay ra tới thời điểm, cùng với từng đạo khủng bố năng lượng. Long đằng mũi tên, hủy diệt. Cùng bạo long diệp, chém giết. Long kiếm, trở về. Ngự long hám mà. Nọc độc, ăn mòn đi. Tấu chương xong. Chương 3164, Đại chiến 10 ngày thượng đương một đám cuồng bạo tràn ngập sát khí thanh âm từ long cung nội vang lên thời điểm kia khủng bố vô cùng công kích bỗng nhiên trực tiếp nhảy vào đến chiến trường trung long cung phía trước chiến trường gần là vũ trụ tôn giả dưới cấp bậc chiến đấu lúc này đột nhiên lao tới 10 tên vũ trụ tôn giả chẳng phải là muốn mệnh này cũng không phải là vô cùng đơn giản muốn một cái mệnh không tốt long cung còn có vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại t nhanh lên tránh né long cung nội còn cất giấu 10 tên vũ trụ tôn giả tránh né nhanh lên tránh né đương nhìn đến kia thần long bộ dáng mũi tên nhìn đến long lân giống nhau lá cây nhìn đến kia thần long giống nhau long kiếm tam tộc các đệ tử cường giả trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc ngay cả không sợ tử vong bộ xương khô thành viên cũng là thân hình run rẩy trong mắt quỷ hỏa lập lòe kinh sợ chi sắc ầm 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 từng đạo năng lượng tiến vào tam đại chủng tộc đại quân đoàn trong nháy mắt vô số bộ xương khô bị ma diệt sở hữu sinh cơ cửu kiếm chủng tộc tam vạn nhiều danh thành viên trực tiếp bị chém giết năm sáu danh huyết lệ chủng tộc, đồng dạng tổn thất thảm trọng. Sát. Long cung còn lại một chúng đệ tử nhìn đến tôn giả cấp bậc thành viên bay qua tới, trong mắt nở rộ ra hưng phấn và thần sắc. Bọn họ điên cuồng hét lên một tiếng, bay thẳng đến phía trước xung phong. Ở vào phía trước vị trí, 10 tên vũ trụ tôn giả đã xé rách khai một cái vết nứt. Bọn họ có thể trực tiếp xung phong tiến hành chém giết. Sát. Vèo vèo vèo. 10 tên Long cung vũ trụ tôn giả cũng là phát ra lạnh băng tiếng quát, từng đạo mũi tên một đám thân ảnh nhanh chóng xung phong liều chết qua đi. Không tốt, tôn giả cứu mạng. Tộc trưởng cứu mạng. Nhìn đến Long Cung đột nhiên lại xuất hiện 10 tên vũ trụ tôn giả, tam tộc đệ tử lộ ra hoảng sợ thần sắc. Long Cung thực lực vốn là không thể so bọn họ nhược, hiện tại lại lao tới 10 tên vũ trụ tôn giả, bọn họ còn lấy cái gì cùng bọn họ đánh. Gần 10 tên vũ trụ tôn giả liền có thể đưa bọn họ tất cả mọi người tiêu diệt. Không xong, Long Cung như thế nào còn có như vậy nhiều tôn giả. Không tốt, Long cung còn có 10 tên vũ trụ tôn giả, chúng ta đệ tử không phải Long cung đối thủ. Trên không vị trí, tam tộc vũ trụ tôn giả cảm ứng được phía dưới tình huống, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Lại là 10 tên vũ trụ tôn giả. Đây chính là 10 tên A. Bọn họ bộ xương khô chủng tộc tôn giả liền 10 tên đều không đến. Cho dù là huyết lệ chủng tộc, cũng chỉ có 14 danh thôi. Hiện tại gần Long cung cố ý che giấu lên vũ trụ tôn giả liền có 10 tên cái này làm cho bọn họ chủng tộc đệ tử như thế nào ngăn cản. Mà bộ xương khô nhất tộc bọn họ ác chủ bài cho dù là lại ngư bức, cũng không có khả năng có 10 cái vũ trụ tôn giả cấp bậc bảo vật A. Đáng chết. Lúc này, kim quan bộ xương khô tộc trưởng ánh mắt xem đi xuống, sắc mặt trầm xuống. Bất quá lúc này, ngũ hành đại ma hướng tới hắn oanh kích mà đến. Kim quan bộ xương khô tộc trưởng sắc mặt cùng biến, mất đi ngũ hành chi lực dừng ở hắn trên người, lệnh này cánh tay chỗ xương cốt chậm rãi vỡ ra. Hắn trong lòng có chút kinh sợ, hắn không phải này Long Vương đối thủ. Không hổ là bộ xương khô nhất tộc tộc trưởng, lực phòng ngự thật đúng là khủng bố. Mà giờ phút này, Vương Tiên liên tục mười mấy thứ công kích dừng ở kim quan bộ xương khô tộc trưởng trên người, khi cường đại công kích thế nhưng gần là làm hắn bộ xương khô thân hình xuất hiện một tia vết rách. Này nếu là đổi làm mặt khác vũ trụ tôn giả nhị giai, đã sớm bị hắn chém giết. Ngũ hành đại ma vây. Không cho ngươi lãng phí thời gian, đi chém giết người khác. Vương Tiên cánh tay vung lên, Vũ hành đại ma huyền phù ở kim quan bộ xương khô tộc trưởng chung quanh không ngừng oanh kích bộ xương khô tộc trưởng lực công kích giống nhau nhưng là lực phòng ngự rất mạnh trong lúc nhất thời chính là vương tiên cũng rất khó đem chi tiêu diệt khi dứt khoát làm ngũ hành đại ma đem chi kiềm chế vèo hắn tốc độ phi thường khủng bố ngay sau đó xuất hiện ở bị thiên trận đè nặng đánh một người vũ trụ tôn giả nhị giai cường giả phía sau long trảo bay thẳng đến thân hình hắn chọc tới cái gì tên kia vũ trụ tôn giả nhị giai bộ xương khô nhất tộc cường giả vốn là bị thiên trận gắt gao áp chế hiện tại vương tiên đột nhiên xuất hiện lệnh này sắc mặt biến đổi lớn thân hình hắn đột nhiên hóa thành từng cây xương cốt hướng tới chung quanh bỏ chạy đi muốn trốn chết đi đại thiên mất đi trận pháp thiên trận nắm lấy cơ hội ánh mắt lộ ra lạnh băng thần sắc một cái trận pháp trực tiếp dừng ở kia chỉ bộ xương khô trên người khủng bố mất đi chi lực lệnh này trên người pháp tắc chi lực nhanh chóng hỏng mất chính sơn trấn áp một cái chính loại thuộc tính ngọn núi, bay thẳng đến thân hình hắn cốt cách trấn áp mà đi. Tộc trưởng, cứu ta. Tên kia vũ trụ tôn giả nhị giai bộ xương khô nhất tộc cường giả sắc mặt cuồng biến, thê lương quát. Cút cho ta. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng ánh mắt nhìn lại, nhanh chóng hướng tới bên này đánh sâu vào mà đến. Trống trống trống. Nhưng lúc này, ở ngũ hành đại ma thượng, năm điều thần long ngẩng đầu lên, phun ra long tức. Năm loại thuộc tính long tức, lệnh kim sắc bộ xương khô tộc trưởng sắc mặt cuồng biến, vội vàng hướng tới một bên trốn đi. A à a, à, tộc trưởng, cứu mạng. Lúc này, ở vào cách đó không xa vị trí, lại hét thảm một tiếng thanh truyền đến. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng ánh mắt quét tới, trong lòng trầm xuống. Một người huyết lệ chủng tộc vũ trụ tôn giả nhất giai cường giả, bị Long cung hai điều phong thần long bao vây tiểu trừ, kia như máu dịch ngưng tụ thân hình, bị xé rách, tràn ngập sợ hãi chi sắc. Bọn họ tôn giả số lượng vốn là so long cung thiếu, rất nhiều đều là một đôi nhị. Cùng cấp bậc sức chiến đấu một đôi nhị vẫn là đối kháng thuần chủng thần long, này chỉ do tìm chết. Long bộ xương khô đại nhân, huyết lệ tộc trưởng, cùng nhau chiến đấu. Thối lui đến long bộ xương khô đại nhân bọn họ bên cạnh. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng thấy như vậy một màn, lập tức mệnh lệnh nói. Hiện giờ lấy bọn họ lực lượng, căn bản không phải long cung đối thủ, long cung tôn giả quá nhiều. Bọn họ duy nhất dựa vào, chính là bọn họ có được hai gã vũ trụ tôn giả tam giai sức chiến đấu tồn tại. Lui lui lui. Tam tộc vũ trụ tôn giả sắc mặt dị thường nan kham, vội vàng hướng tới trên không thối lui. Tuy rằng nói vũ trụ tôn giả tham gia sức chiến đấu lan đến quá mức khủng bố, nhưng lúc này, bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì đơn độc đối mặt Long Cung, bọn họ càng không phải đối thủ. Hiện giờ bọn họ bên này, vũ trụ tôn giả đã tổn lạc bốn gã, trong đó ba gã vẫn là vũ trụ tôn giả nhị giai. Bọn họ lực lượng, đã hoàn toàn không phải Long Cung đối thủ. Này Long Cung thực lực hảo cường. Long Cung thế nhưng còn có 10 tên vũ trụ tôn giả, này tổng cộng thêm lên chính là 40 danh, quá điên cuồng. Tam tộc bên kia đã không phải Long cung đối thủ, hiện tại liền phải xem Tam tộc Long bộ xương khô cùng huyết long, hiện tại ai thắng ai thua còn khó mà nói. Tam tộc hiện tại tuy rằng tổn thất thật lớn, nhưng là bọn họ ở đỉnh sức chiến đấu thượng nhiều một người. Mặc kệ nói như thế nào, một trận chiến này đã có thể tái nhập ngân hà sử sách. Chung quanh quan chiến vũ trụ tôn giả đầy mặt chấn động nhìn. Tại đây một hồi trong chiến tranh, có thể nói là thần vương vì pháo hôi, thần đế cũng rất khó bảo mệnh. Ngay cả tôn giả, cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Thắng bại, không biết. Tấu chương xong. Chương 3165, đại chiến 10 ngày trung. Vèo vèo vèo. Trên không vị trí, kim sắc bộ xương khô tộc trưởng, cử kiếm chủng tộc tộc trưởng, huyết lệ chủng tộc cường giả một chúng sắc mặt dị thường nan tham hướng tới phía sau vị trí bay đi. Bọn họ đi vào long bộ xương khô cùng huyết lệ tộc trưởng phía sau, ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vương tiên một chúng. Không phải muốn tiêu diệt rớt chúng ta long cung sao? Như thế nào hiện tại chạy thoát? Vương Tiên thân hình vừa động, chung quanh từng điều phong thần long, một người danh long cung vũ trụ tôn giả bay đến hắn phía sau, đầy mặt lạnh băng nhìn chằm chằm tam tộc một chúng cường giả, tràn ngập trào phúng chi sắc. Long cung, các ngươi lúc này đây chúng ta tất diệt chi, các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản trụ chúng ta công kích sao? Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng sắc mặt giữ tận quát. Cho dù là trả giá lại đại đại giới, cũng muốn đưa bọn họ long cung tiêu diệt. Huyết lệ chủng tộc hóa thân vì huyết long, đầy mặt lạnh băng đảo qua chung quanh, lạnh lạnh đảo qua long cung sở hữu thành viên, dừng ở tiếng sấm trên người long huyết long cốt ta muốn các ngươi long cung sở hữu sinh mệnh long bộ xương khô lay động khổng lồ vô cùng thân hình phát ra trích cào chỉ bằng các ngươi tiếng sấm cũng là đầy mặt sát khí trên người lôi đình phát ra vang lớn chỉ bằng chúng ta sát huyết lệ tộc trưởng điên cuồng hét lên một tiếng bay thẳng đến tiếng sấm công kích mà đi long bộ xương khô đồng dạng không có chút nào do dự mà kim sắc bộ xương khô tộc trưởng một chúng ba gã vũ trụ tôn giả nhị giai cùng 14 danh vũ trụ tôn giả, còn lại là tại tả hữu vị trí tiến hành công kích. Sát. Vương Tiên ánh mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra lành lạnh chi sắc. Vèo vèo vèo. Lúc này, ở vào phía dưới vị trí, năm tên Long cung vũ trụ tôn giả nhất giai thành viên bay qua tới, tổng cộng 35 danh vũ trụ tôn giả. Bọn họ bên này lấy tiếng sấm cầm đầu, bay thẳng đến Tam đại chủng tộc nên đón mà đi. Thiên trận, chúng ta tới kiềm chế một cái. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn cùng thiên trận, hơn nửa ngũ hành đại ma, đủ để kiềm chế huyết lệ tộc trưởng, còn thừa long cung thành viên, như cũ sau ba cái chủng tộc cường đại hơn rất nhiều. Hảo! Thiên trận gật gật đầu, cánh tay vung lên, một đám trận pháp nhanh chóng trong người trước ngưng tụ. Hóa rồng! Vương Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ thân hình nháy mắt đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đây là hắn lần đầu tiên ở đông đảo thế lực phía trước, bày ra chính mình thần long chi khu. Trống trống trống! một tiếng rồng ngâm từ trong miệng truyền ra vương tiên thân hình hóa thành hai vạn mễ tả hữu trên người long lân lóng lánh kim cương ánh sáng các loại ánh sáng lưu chuyển thần thánh mà lại uy nghiêm ở vào hắn sau lưng vị trí nhiều ra một cái lược hiện quỷ dị cánh nhưng kia cánh một bên là màu xanh lơ bên kia dường như khuyết thiếu thứ gì giống nhau trống sát vương tiên điên cuồng hét lên một tiếng ngũ hành đại ma huyền phù ở chính mình lên không bay thẳng đến huyết lệ tộc trưởng công kích mà đi ân ừ. đây là cái gì thần long đối diện vị trí huyết lệ tộc trưởng bọn họ nhìn đến kia long vương hình thể đột biến hơi hơi sửng sốt trong mắt lập lòe ánh sáng sắc sắc sát, sát này long cung thuần chủng thần long ít nhất có 10 điều giết bọn họ long bộ xương khô ánh mắt đảo qua trong mắt quỷ hỏa càng thêm hưng phấn oanh hai bên ba chạm bắt đầu một tiếng vang lớn vang vọng ở ngân hà trên không chung quanh quan chiến một chúng tôn giả đầy mặt hoảng sợ nhìn này quá điên cuồng cửu kiếm chủng tộc bộ xương khô nhất tộc cùng huyết lệ chủng tộc tôn giả hoàn toàn không màng đệ tử thương vong bọn họ tất yếu tiêu diệt Long Cung. Khi Long Vương là cái gì thần Long? Hắn bị ác hảo cường, chẳng lẽ là biến dị thần Long? Liều mạng, tam đại chủng tộc hoàn toàn là liều mạng A, bọn họ hoàn toàn mặc kệ phía dưới đệ tử sao? Trung quanh quan chiến tôn giả nhìn lại, đồng tử hơi co lại. Trên không chiến đấu hoàn toàn tiến vào gây cấn. Mà xuống phương vị trí, cho dù là Long Cung có năm tên tôn giả gia nhập đến phía trên chiến trường, phía dưới như cũ bị Long Cung hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thậm chí, Long Cung có được nghiền áp sức chiến đấu năm tên vũ trụ tôn giả nhanh chóng đánh sâu vào tam đại chủng tộc quân đoàn hơn nửa long cung trăm vạn thành viên trăm vạn cắn nuốt chi long hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu lui lại lui lại thối lui đến bộ xương khô trên đảo tiến hành phòng thủ chiến bộ xương khô nhất tộc huyết lệ chủng tộc cửu kiếm chủng tộc cường giả lớn tiếng mệnh lệnh hiện giờ lấy bọn họ lực lượng căn bản không phải long cung đối thủ nếu như không phải phía trên tôn giả đại nhân không có hạ đặt mệnh lệnh nếu không nói bọn họ đã sớm đào tẩu này căn bản không phải một cái mặt chiến đấu. Sát, một cái không lưu. Long cung một chúng thành viên đầy mặt cuồng bạo gào thét. Một đám cuồng long long chủng hóa thân cuồng bạo chiến sĩ, điên cuồng tàn sát địch nhân. Mỗi tên long long chủng đoạt mệnh mũi tên, mỗi một lần công kích đều có thể đủ chém giết đại lượng bộ xương khô. Năm tên long cung tôn giả, phân biệt vì ngự long long chủng, cuồng long long chủng, thứ long long chủng, nọc độc cù long loại cùng long vệ. Bọn họ am hiểu cận chiến, từng đạo kiếm mang chủy thủ lập loài ánh sáng, điên cuồng tàn sát đại lượng thi thể dừng ở long cung phía trước chậm rãi bị long cung hấp thu lúc này ở vào long cung hóa rồng trì nội chính long trụ thượng long huyết liên miên không dứt chảy hơn 10 phút sau tam đại chủng tộc lại tổn thất một nửa lực lượng lui về phía sau tới rồi bộ xương khô trên đảo mặt ở bộ xương khô trên đảo bộ xương khô nhất tộc tạo khởi một cái cường đại vô cùng phòng ngự miễn cưỡng ngăn cản trụ long cung năm tên vũ trụ tôn giả công kích nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ là chậm lại bị long cung săn giết tốc độ thôi lúc này đây đổi làm long cung công kích. Tam đại chủng tộc phòng thủ. Trên không vị trí, tam đại chủng tộc dựa vào có được hai gã vũ trụ tôn giả tam giai sức chiến đấu, cùng long cung một chúng chiến đấu ở bên nhau. Năm, 60 danh vũ trụ tôn giả chiến đấu, này lệnh long cung muốn chém giết bọn họ khó khăn rất nhiều. Bất quá, lệnh huyết lệ chủng tộc tộc trưởng khiếp sợ chính là, khi long cung long vương cùng long cung trận pháp sư hai người, sở bộc phát ra tới bi thế, thế nhưng có thể đem hắn kiềm chế. Này làm hắn trong lòng chấn động không thôi. Sát, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ có thể ngăn cản bao lâu. Khuyết lệ chủng tộc tộc trưởng đầy mặt dữ tợn gào thét. Thời gian từng ngày quá khứ, khủng bố nổ vang vẫn luôn liên tục. Ở ngày thứ ba thời điểm, bộ xương khô đảo bị Long Cung công phá, năm tên Long Cung tôn giả nhảy vào bên trong, bốn phía săn giết. Tộc trưởng, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Không không không, ta không muốn chết. Liên tục ba ngày chiến đấu, lệnh bộ xương khô nhất tộc, huyết lệ chủng tộc cùng cửu kiếm chủng tộc hoàn toàn hỏng mất. Ba ngày chiến đấu, bọn họ một chút bị tàn sát, bọn họ căn bản không phải Long Cung đối thủ. Đối mặt xuống tay hạ đệ tử cầu cứu, trên không tam đại chủng tộc vũ trụ tôn giả không có chút nào dao động. Cho dù là cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng cũng là giết đỏ cả mắt rồi tình, hiện tại chỉ cần có thể đem Long Cung tiêu diệt, có thể được đến thuần chủng thần Long huyết mạch, bọn họ là có thể đủ được đến thật lớn tăng lên. Tương so với tăng lên, bọn họ đã từ bỏ mặt khác. Hơn nữa bọn họ cũng biết, lúc này đã không thể lui, chỉ có tiêu diệt Long Cung mới có thể đủ đem hết thảy tổn thất bổ trở về. Mà giờ này khắc này, tam đại chủng tộc vây công long cung sự tình, ở ngân hà đã hoàn toàn sôi trào lên. Tấu chương xong. Chương 3166, đại chiến 10 ngày hạ. Chiến tranh dằn co 3 ngày, ở 3 ngày phía trước, vũ trụ trí não thượng liền có vô số người nghị luận. Nhưng là vừa mới bắt đầu, bộ xương khô đảo hướng tới núi lửa vực bên kia hình thức, bọn họ chỉ là suy đoán, cũng không thể đủ trăm phần trăm xác định. Nhưng mà này 3 ngày, bộ xương khô nhất tộc, cửu kiếm chủng tộc tiến công long cung sự tình hoàn toàn bạo phát ra tới mà tương so với vừa mới bắt đầu thời điểm một ít vũ trụ tôn giả đi trước bên này quan chiến giờ phút này ở vào chiến trường chung quanh đã nhiều rất nhiều người tỷ như liễu thần đạo tràng một chúng cường giả mặt khác lĩnh vực cấp chủng tộc cường giả khi bọn hắn được đến tin tức này thời điểm lập tức hướng tới long cung bên này bay qua tới đương nhìn đến bên này đại chiến như cũ liên tục nhìn đến này thảm thiết chiến trường trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc không chỉ có có bộ xương khô nhất tộc, cửu kiếm chủng tộc, còn có huyết lệ chủng tộc, huyết lệ chủng tộc là một cái cường đại chủng tộc, hiện tại tam tộc đang ở vây công Long Cung. Mặt trên huynh đệ ngươi tin tức lạc hậu, tam tộc cùng Long Cung đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm, bộ xương khô nhất tộc vài tỷ mấy chục tỷ bộ xương khô toàn bộ tham dự chiến tranh, bất quá hiện tại trừ bỏ tôn giả cấp bậc chiến đấu ở ngoài, tam tộc bình thường đệ tử mau bị Long Cung tiêu diệt. Tuyệt thế đại chiến A, tam tộc vây công Long Cung nhất tộc, chiến đấu dằn co ba ngày ba đêm, tham dự thần đế cường giả đạt tới thượng trăm vạn quá khủng bố. Trận chiến tranh này, hoàn toàn là thần vương không bằng cẩu A, bộ xương khô nhất tộc thần vương đệ tử hoàn toàn là pháo hôi giống nhau tồn tại, Long Cung một người đối kháng tam đại chủng tộc không rơi chút nào hạ phong, quá cường. Nghe nói Long Cung có 40 danh vũ trụ tôn giả, không biết là thật là giả. Trận chiến tranh này, vũ trụ tôn giả có đã ngã xuống vài cái. Vũ trụ trí não thường, vô số người khiếp sợ nghị luận. Một hồi đại chiến, làm cho bọn họ biết chứng kiến chiến tranh tàn khốc thần vương ở đây trong chiến tranh không bằng cậu giống nhau. Thần đế ở chỗ này cũng rất khó giữ được chính mình tánh mạng. Không nghĩ tới vương tiên sư đệ long cung thế nhưng như thế chi cường, t Chiến trường chung quanh, nghe tin tới rồi liễu thần đạo tràn một đám người nhìn phía trước chiến trường, trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc. Long cung cường giả đã xông lên bộ xương khô đảo, ở bộ xương khô đảo nội tiến hành điên cuồng tàn sát. Dùng dập dọc, dọc mưa không ngừng hạ xuống, ẩn chứa một cổ uy năng dọc mưa, phòng ngừa bất luận kẻ nào trực tiếp trốn hồi chính mình thần quốc nội không thể lui về phía sau chiến tranh gì thường thảm thiết. Vương tiên sư đệ là Long Cung Long Vương, thủ hạ của hắn cũng quá lợi hại. Một chúng liễu thần đạo tràng đệ tử đầy mặt chấn động nhìn chăm chăm. nhưng mà lúc này một chúng liễu thần đạo tràng đệ tử sở không có chú ý tới chính là ở bọn họ cách đó không xa có một cái chống liễu một quải trượng phụ nhân ẩn nấp ở một bên nhìn Long Cung nhìn Long Cung một ít thành viên. nàng tóc dài như tóc đen giống nhau chống một cái không phù hợp bề ngoài liễu một trên mặt lộ ra chần chờ thần sắc. ầm 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 phía trước trên không, chiến đấu liên tục. Tam tộc dựa vào hai cái vũ trụ tôn giả tam giai sức chiến đấu, đối kháng Long cung 35 danh vũ trụ tôn giả, chút nào không rơi hạ phong. Nhưng là Vương Tiên bọn họ, đối mặt bọn họ, đồng dạng cũng không rơi chút nào hạ phong. Thế lực ngang nhau chiến đấu, này sẽ là một hồi đánh lâu dài. Phía dưới vị trí, bộ xương khô trên đảo nhỏ, bốc lên khởi một cái thật lớn vô cùng quan tài, quan tài thổ hoàng sắc, ẩn chứa dày nặng vô cùng hơi thở. Đột nhiên sở tiên quan tài, tập kích đến một người vũ trụ tôn giả cấp bậc long cung cường giả trên người trở tay không kịp dưới long cung tên kia vũ trụ tôn giả bị trực tiếp trấn áp chém giết một màn này lệnh long cung sở hữu thành viên hơi kinh hãi tiểu tâm cái kia quan tài cẩn thận bộ xương khô nhất tộc còn có ác chủ bài quy thừa tướng sắc mặt khẽ biến trực tiếp nhảy vào chiến trường trung lớn tiếng nhắc nhở nói sát cho ta sát chúng ta bộ xương khô nhất tộc lập tộc vài tỷ năm sao lại sợ các ngươi nho nhỏ long cung giết bọn họ lấy kim sắc bộ xương khô cầm đầu bộ xương khô nhất tộc một chúng cường giả đầy mặt lạnh băng quát bộ xương khô nhất tộc lúc này đây toàn tộc tiến công mà đến toàn bộ bộ xương khô trên đảo bộ xương khô thành viên vô số bộ xương khô đảo cũng là bọn họ động thiên phúc địa ở chỗ này có bọn họ toàn tộc sở hữu ác chủ bài khi thổ hoàng sắc quan tài đó là một kiện cường đại vô cùng hậu thiên linh bảo ở trong quan tài ngàn vạn danh bộ xương khô hiến tế chính mình sinh mệnh nháy mắt bộc phát ra khủng bố công kích diệt sát long cung nhất tộc một người vũ trụ tôn giả đây là long cung ngã xuống cái thứ nhất vũ trụ tôn giả sát 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 long cung một chúng đệ tử trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác lạnh giọng quát chiến đấu lại lần nữa tiến vào tới rồi dằn co giai đoạn chiến tranh như cũ liên tục theo thời gian trôi qua tam tộc vây công long cung một trận chiến này ở ngân hà cơ hồ không người không biết không người không hiểu vô số cường giả tò mò hướng tới bên này bay qua tới khi bọn hắn đi vào chiến trường phía trước thời điểm nhìn đến phía trước kia chiến trường thời điểm, trên mặt lộ ra vô cùng chấn động thần sắc. Thảm thiết. Chân chính thảm thiết. Bộ xương khô nhất tộc thi cốt rải rác vô ở ngân hà cái đấy, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn thấy ghê người. Khi khủng bố vì thế, lệnh mọi người tim đập nhanh không thôi. Vô số người đầy mặt chấn động nhìn bên này, trừng lớn hai mắt. Khi trên không khủng bố tôn giả chi chiến, càng là làm bọn hắn hoảng sợ, không dám tới gần, chỉ có thể đủ đứng xa xa nhìn. Từng ngày qua đi, đương ngày thứ 10 thời điểm, chung quanh đã tụ tập mấy chục vạn người. Đã đại chiến 10 ngày, Long Cung thực lực cùng tam tộc gần như thế lực ngang nhau. Phỏng chừng trận chiến tranh này sắp kết thúc, tam tộc căn bản diệt không xong Long Cung, mà Long Cung cũng rất khó tiêu diệt tam tộc. T, quá khủng bố, rằng có 10 ngày có một không hai chiến tranh. Chậm rãi, 10 ngày qua đi, chung quanh mọi người chấn động nghị luận. 10 ngày còn chưa phân ra thắng bại, rất có khả năng trận chiến tranh này sẽ vì này kết thúc. Đáng chết, đáng chết. Trên không vị trí, huyết lệ chủng tộc tộc trưởng cùng kim sắc bộ xương khô tộc trưởng trên mặt lộ ra vô cùng khó coi thần sắc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trận này chiến tranh thế nhưng sẽ là như thế tình huống. Mười ngày, suốt mười ngày đều không có tiêu diệt Long Cung. Thậm chí, bọn họ muốn tiêu diệt Long Cung, cơ hồ không có bất luận cái gì hy vọng. Khi Long Cung Long Vương thực lực, kia Long Cung trận pháp sư thực lực, cường đại làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là bọn họ hai gã vũ trụ tôn giả tam giai, đối phương chỉ có một người, 10 ngày thời gian cũng chưa có thể đem đối phương áp chế. Lúc này đây nếu như không thể đủ đem Long cung tiêu diệt, kia bọn họ tổn thất liền quá lớn. Không nói tôn giả cấp bậc ngã xuống, gần là đệ tử nơi đó, lúc này đã ngã xuống 60 đến 70%. Đệ tử ngã xuống 67%, đây là cái gì khái niệm? Ha ha ha, một đám rác rưởi, tiếp tục chiến, này chiến chẳng phân biệt thắng bại, không bỏ qua. Vương Tiên đảo qua tam tộc sở hữu tôn giả, trên mặt tràn ngập tùy ý chi sắc. Tại đây nửa tháng, Long Cung săn giết đại lượng tam tộc cường giả. Hiện giờ hóa rồng trì nội, đã có Long Cung thành viên đang ở tăng lên. Lại quá mấy ngày, kia khủng bố tài nguyên, có thể lệnh Long Cung ra đời hai gã vũ trụ tôn giả nhị giai, hơn 10 người vũ trụ tôn giả nhất giai. Một khi bọn họ đột phá, chiến cuộc đem hoàn toàn thay đổi. Tấu chương xong. Chương 3167, cổ họa tông môn ra tay. Vương tiên bọn họ đang đợi, chờ đợi Long Cung cường giả đột phá tới thay đổi chiến cuộc hắn cũng không nghĩ tới một trận chiến này sẽ là như thế khó giải quyết lúc này đây là long cung chiến đấu tới nay nhất gian nan một hồi chiến đấu nếu như không phải tiếng sấm xuất hiện chỉ sợ long cung đã bị thua ngay cả như vậy đối mặt tam đại chủng tộc vây công như củ phi thường gian nan gần có thể thế lực ngang nhau bộ xương khô nhất tộc cùng huyết lệ chủng tộc nội tình quá khủng bố chúng ta tông môn cường giả còn có hơn phân nửa tháng mới có thể đủ đã đến ở vào chiến trường tương đối gần một chỗ Cổ họa tông môn hai gã tôn giả nhìn nhìn trí não thượng tin tức, mặt âm trầm nói. Bọn họ không nghĩ tới này long cung thực lực thế nhưng như thế chi cường, tam tộc vây công cũng chưa có thể đem này tiêu diệt. Đặc biệt là long cung sở bày ra ra tới thực lực cùng tôn giả số lượng, làm bọn hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Thực lực của bọn họ cùng tôn giả số lượng, không thể sao bọn họ cổ họa tông môn nhược quá nhiều. Cho dù là cổ họa tông môn, đều khó có thể đem long cung hoàn toàn hủy diệt. Tông chủ nói chúng ta có thể ra tay giúp bộ xương khô nhất tộc bọn họ, lúc này đây ra tay hỗ trợ bọn họ xem có thể hay không đem Long Cung tiêu diệt. Nếu như có thể tiêu diệt tốt nhất, nếu như là diệt không xong, khi kế tiếp chúng ta cổ họa tông môn cũng hảo cùng bọn họ tiến hành liên hợp. Một người cổ họa tông môn lão giả nhàn nhạt nói. Ra tay đi, ha hả, hiện giờ Long Cung cùng bộ xương khô chủng tộc bọn họ chính duy trì một cái cân bằng, một khi chúng ta ra tay cân bằng sẽ đánh vỡ, đến lúc đó Long Cung tuyệt đối không phải đối thủ. Cổ họa tông môn vũ trụ tôn giả trong mắt lập lòe ánh sáng, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, bàn tay vừa động. Một cái bảo tháp xuất hiện bên trái biên lão giả đỉnh đầu, một khắc danh lão giả trong tay xuất hiện một cái lan nha bổng giống nhau linh bảo. Hai người ánh mắt nhìn chầm chầm về phía trước phương, trong mắt chậm rãi lộ ra sát ý. Bộ xương khô chủng tộc, huyết lệ chủng tộc, cửu kiếm chủng tộc, chúng ta cổ họa tông môn tới trợ các ngươi tiêu diệt long cung. Hai gã cổ họa tông môn vũ trụ tôn giả thân hình vừa động, bay thẳng đến vương tiên bọn họ tập kích mà đi. Ân. Ừ. Cái gì? cổ họa tông môn hai gã vũ trụ tôn giả như thế nào đột nhiên ra tay giúp trợ bộ xương khô chủng tộc bọn họ đây là tình huống như thế nào cổ họa tông môn muốn diệt long cung t cổ họa tông môn hai người đột nhiên ra tay lệnh chung quanh rất nhiều người trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc cổ họa tông môn tôn giả ra tay sao bọn họ hai người nhưng đều là vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại lúc này long cung muốn phiền toái một ít vũ trụ tôn giả nhìn lại trong miệng lẩm bẩm bọn họ tới tương đối sớm cũng hiểu biết cổ họa tông môn cùng long cung ân oán bất quá những cái đó không hiểu biết người trên mặt tràn ngập chấn động bọn họ không rõ cổ họa tông môn hai gã tôn giả vì sao phải giúp bộ xương khô nhất tộc bọn họ cổ họa tông môn lâu sơn tôn giả là bị long cung giết lúc này một người vũ trụ tôn giả nhàn nhạt nói một câu cái gì lâu sơn tôn giả thế nhưng bị long cung giết này trách không được trách không được cổ họa tông môn hai gã tôn giả muốn ra tay cổ họa tông môn hai gã tôn giả chính là nhị giai bọn họ một khi ra tay chắc chắn đánh vỡ cân bằng lúc này long cung chỉ sợ muốn phiền toái một đám người trong miệng nghị luận đầy mặt chấn động nhìn ai cũng không nghĩ tới long cung thế nhưng giết cổ họa tông môn lâu sơn tôn giả bọn họ giết cổ họa tông môn phó tông chủ long cung chỉ sợ phải bị diệt một ít nhân tâm trung ám đạo cho dù là lúc này đây long cung không bị hủy diệt kế tiếp chỉ sợ muốn đối mặt tứ đại thế lực liên thủ trong đó còn có cổ họa tông môn loại này cường đại tồn tại ân ừ. không tốt vương tiên nhìn đến đột nhiên ra tay cổ họa tông môn hai gã vũ trụ tôn giả sắc mặt hơi đổi hai gã vũ trụ tôn giả nhị giai đột nhiên gia nhập tiến vào này sẽ làm bọn hắn long cung áp lực gia tăng rất nhiều thậm chí sẽ lệnh long cung tổn thương đại lượng thành viên hắn sắc mặt biến ảo cánh tay vung lên cổ họa tông môn sớm muộn gì có một ngày ta long cung muốn tiêu diệt rất các ngươi ngũ hành đại ma bay thẳng đến hai người tập kích mà đi hắn đầy mặt lạnh băng quát ha 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 tiêu diệt chúng ta cổ họa tông môn chúng ta cổ họa tông môn trước đem các ngươi long cung hủy diệt cổ họa tông môn một người vũ trụ tôn giả đầy mặt sát khí quát ầm 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 hắn nói trong tay bảo tháp dâng lên từng đạo cơn lốc từ bên trong thổi ra hướng tới ngũ hành đại ma tập kích mà đi hừ một khắc danh cổ họa tông môn cường giả cánh tay vung lên trong tay lan nha bỗng bay thẳng đến ngũ hành đại ma ném tới oanh thật lớn lực lượng lệnh ngũ hành đại ma bay thẳng đến phía sau bay đi trống 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 ngũ hành đại ma thường năm điều thần long dơ lên đầu, phát ra trống giận. Ha ha ha, sát, giết long cung bọn họ mọi người. Đa tạ cổ họa tông môn hai vị ra tay, chúng ta liên thủ tiêu diệt long cung, một cái không lưu, đưa bọn họ một cái không lưu. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng, cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng bọn họ hai người đầy mặt giữ tận điên cùng hét lên nói. Hảo hảo, long cung từ trên xuống dưới, một cái không lưu. Cổ họa tông môn vũ trụ tôn giả đầy mặt lành lạnh đáp lại nói. Tất diệt long cung. Không xong, long cung muốn phiền toái chung quanh, liễu thần đạo tràng một chúng đệ tử nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt khẽ biến. Vương Tiên đã từng là liễu thần đạo tràng đệ tử, huống chi trả lại cho bọn họ không ít bảo vật, bọn họ tự nhiên hy vọng Long Cung có thể đạt được thắng lợi. Bất quá trước mắt cục diện, đối với Long Cung bất lợi. Muốn ra tay sao? Liễu thần đạo tràng một chúng đệ tử cách đó không xa, tên kia chống liễu một phụ nhân trên mặt chần chờ không chừng. Nhìn ở vào bị động địa Long Cung chậm rãi cầm nắm tay. Ha ha, ta muốn tiếp tục tu hành, đã phi thường khó khăn, lúc này đây nếu như không phải Long Vương đưa tặng bảo vật, ta cũng đột phá không được. Phụ nhân nói, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng thân hình vừa động, nháy mắt biến mất không thấy. Sát! Sát! Phía trước vị trí, Long Bộ Xương Khô cùng huyết lệ tộc trưởng nhìn đến cổ họa tông môn hai gã tôn giả nhị dai ra tay, nhìn đến Long Cung Long Vương không thể không ra tay ứng đối cổ họa tông môn cường giả, bọn họ trong mắt nở rộ ra thị huyết cùng hưng phấn mà thần sắc. Oanh! Oanh! Cường đại năng lượng đảo qua, Lệnh Long cung một chúng thành viên không thể không lui về phía sau tránh né, trên mặt tràn ngập ngưng trọng thần sắc. Ha ha ha, chịu chết đi. Huyết lệ chủng tộc tộc trưởng lạnh lạnh gào thét, trên không thông thiên huyết trụ ngưng tụ thành một cái huyết long bộ dáng, bay thẳng đến tiếng sấm sát đi. Ngân Hà Liễu rủ, chiếu rọi núi sông. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng ở khắp hư không, thanh âm tràn ngập bình đạm. Ở kia ngân hà trên không, chậm rãi rủ xuống tới từng cây cành liễu. Cành liễu tươi tốt vô cùng, lay động cành. Ở nước mưa dưới, cành liễu thoạt nhìn có chút duy mỹ. Nhưng mà tại đây duy mỹ bên trong, ẩn chứa đại khủng bố. Khi vô số cành liễu, bay thẳng đến huyết trụ ngưng tụ mà thành huyết long quét ngang mà đi. Bạch bạch bạch. Giống như vô số nước mưa dừng ở ngân hà trên mặt sông thanh âm giống nhau, cành liễu quất đánh ở huyết long thượng, nháy mắt đem huyết long đánh tan. Long vương, ta tới trợ các ngươi. Một thanh âm vang lên, kia vô số liễu trụ phía dưới, xuất hiện một người tay cầm liễu một phụ nhân. Tấu chương xong. Chương 3168, liễu thần tôn giả tương trợ. Long vương, ta tới trợ các ngươi. Đường thanh âm này vang lên lúc sau, đường thông thiên huyết long bị đánh tan, đường phụ nhân thân ảnh xuất hiện ở vô số cành liễu dưới, nháy mắt khiến cho vô số người khiếp sợ. Là ai? Ai dám tham dự chúng ta cùng long cung chiến tranh, tìm chết? Huyết lệ chủng tộc tộc trưởng nhìn đến chính mình ngưng tụ huyết long bị đánh tan, trên mặt lộ ra dữ tận vô cùng thần sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Đáng chết, cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng cùng kim sắc bộ xương khô tộc trưởng cũng là sắc mặt biến đổi lớn lập tức nhìn lại tình huống như thế nào cổ họa tông môn hai gã vũ trụ tôn giả cũng là ánh mắt một ngưng thần sắc ngưng trọng nhìn lại đó là phụ nhân ra tay nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh một chúng vũ trụ tôn giả cũng là ánh mắt nhìn lại trong mắt tràn ngập chấn động lúc này năm cái cường đại thế lực chiến tranh ai dám tham dự tiến vào này không phải tìm chết sao là liễu thần tôn giả liễu thần tôn giả thế nhưng ra tay giúp trợ long cung một người vũ trụ tôn giả nhìn kia hư không rủ xuống tới cành liễu kinh hô liễu thần tôn giả toàn bộ ngân hà đại danh đỉnh đỉnh tồn tại căn cứ bọn họ biết liễu thần tôn giả hẳn là có được vũ trụ tôn giả nhị giai đỉnh cảnh giới bất quá cũng có người suy đoán hắn vũ trụ tôn giả nhị cấp đỉnh cảnh giới có thể bộc phát ra vũ trụ tôn giả tam giai thực lực liễu thần tôn giả là ngân hà bên này hoàn toàn xứng đáng đỉnh cường giả nàng uy danh sau bộ xương khô nhất tộc tộc trưởng so sương mù chủng tộc tộc trưởng, đều phải cao. Ở Ngân Hà, nhất triệu người tôn kính đó là liễu thần tôn giả. Bởi vì nàng thành lập liễu thần đạo tràng, bởi vì nàng là Ngân Hà nhất trung lập cường giả. Nàng không tham dự bất luận cái gì chủng tộc phân tranh. Cường đại thực lực hơn nữa trung lập tư thái, lệnh Ngân Hà các loại vũ trụ chủng tộc cũng không dám trêu chọc nàng. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay một trận chiến này, dưới loại tình huống này chiến tranh, liễu thần tôn giả thế nhưng ra tay hơn nữa vẫn là trợ giúp long cung chống cự tứ đại chủng tộc này tất cả mọi người tưởng không rõ là chúng ta liễu thần tôn giả đại nhân liễu thần đạo tràng một chúng đệ tử nhìn đến liễu thần tôn giả ra tay trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc bọn họ cũng phi thường kinh dị bọn họ tôn giả đại nhân vì sao đột nhiên ra tay giúp trợ long cung ân ừ. vương tiên nhìn trên không đột nhiên xuất hiện liễu thần tôn giả trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc tương so với lần trước gặp được liễu thần tôn giả hắn thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Đa tạ liễu thần tôn giả ra tay tương trợ. Vương tiên lập tức cảm tạ nói. Không cần, huyết long cùng kia long bộ xương khô, ta giúp các ngươi ngăn cản. Liễu thần tôn giả lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ân. Nghe được nàng lời nói, vương tiên trên mặt lại lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc. Liễu thần tôn giả trợ giúp long cung ngăn cản trụ long bộ xương khô cùng huyết long. Xem ra hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin a. À. Này chiến lúc sau, chúng ta long cung chắc chắn báo đáp liễu thần tôn giả vương tiên thành khẩn nói ở ngay lúc này có thể ra tay giúp bọn họ long cung long cung ngày sau cũng chắc chắn gấp 10 lần gấp trăm lần báo đáp ha hả không cần thượng một lần long vương ngươi cũng giúp ta một cái vội liễu thần tôn giả lắc lắc đầu cánh tay huy động liễu một vèo 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 ngay sau đó trên bầu trời rậm rạp vô số cành liễu hướng tới long bộ xương khô cùng huyết lệ chủng tộc tộc trưởng tập kích mà đi nàng muốn một người đối kháng hai cái liễu thần tôn giả ngươi có biết hay không chính mình là chơi với lửa tự thiêu kim sắc bộ xương khô tộc trưởng ánh mắt nhìn lại sắc mặt vô cùng khó coi điên cuồng hét lên nói liễu thần tôn giả thế nhưng muốn giúp long cung lấy liễu thần tôn giả khủng bố thế lực muốn diệt long cung căn bản không có khả năng hơn nữa nhìn tự tin muốn lấy một địch hai liễu thần tôn giả hắn trong lòng có một cái dự cảm bất hảo khẩu suất cùng ngôn thế nhưng muốn một người đối phó chúng ta hai cái cho ta diệt khuyết lệ chủng tộc thân hình thượng nồng đậm vô cùng máu tươi hóa thành biển máu bay thẳng đến từng cây cành liễu tập kích mà đi. Bạch bạch bạch. Nhưng mà, kia rậm rạp vô số cành liễu, trực tiếp trừ quá biển máu, tiếp tục hướng tới huyết long tập kích mà đi. Mặt khác một bộ phận cành liễu, hướng tới long bộ xương khô tập kích mà đi. Trống trống. Chết. Long bộ xương khô nhìn đến kia khủng bố cành liễu, trong mắt ngọn lửa không ngừng nhảy lên, một ngụm hắc ám phát tắc chi viêm hướng tới cành liễu tập kích mà đi. Vèo vèo vèo. Nhưng kia hắc ám phát tắc chi viêm dừng ở cành liễu thượng, cành liễu nở rộ xuất lục sắc quang mang, trực tiếp xuyên qua, như cũ hướng tới long bộ xương khô tập kích mà đi. Lấy một địch hai, chút nào không rơi bất luận cái gì hạ phong. Sát, tiêu diệt bọn họ mọi người, một cái không lưu. Vương tiên nhìn đến liễu thần tôn giả ra tay, nháy mắt kiềm chế long bộ xương khô cùng huyết long, trong mắt cũng là nở rộ ra ánh sáng. Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên, tràn ngập sát khí điên cùng hét lên nói. ầm ầm ầm. Hắn nói âm vừa ra, nháy mắt đi vào một người bộ xương khô nhất tộc vũ trụ tôn giả nhất giai cường giả một trắc chạm vào khi khổng lồ vô cùng long trảo trực tiếp đem bộ xương khô đánh tan mất đi năng lượng nháy mắt đem chi mạch sát trống 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 tiếng sấm điên cuồng hét lên một tiếng không có long bộ xương khô cùng huyết long ngăn cản trên người hắn lôi đình tạc khởi nháy mắt xuất hiện ở cửu kiếm tộc trưởng phía sau không xong đáng chết liễu thần tôn giả ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì cửu kiếm tộc trưởng trái tim căng thẳng trên mặt lộ ra khủng hoảng thần sắc lạnh giọng quát chết đi lôi long long phạt tiếng sấm thanh âm ở hắn bên tai nổ vang tiếng sấm mở ra chính mình kia thật lớn long khẩu bay thẳng đến cửu kiếm tộc trưởng cắn nuốt mà đi trong miệng lôi đình dừng ở cửu kiếm tộc trưởng chung quanh làm hắn chạy thoát không được không 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 cứu ta cửu kiếm tộc trưởng cảm nhận được tử vong uy hiếp khủng hoảng gào rống trống nhưng nên đón là vô tận lôi đình cùng vô tận hắc ám hắn trực tiếp bị tiếng sấm nuốt vào trong miệng Đôi định hướng tới thân hình hắn oanh kích mà đi. Cái gì? Tộc trưởng, tộc trưởng. Không. Tộc trưởng. Bộ xương khô trên đảo, cửu kiếm chủng tộc cường giả nghe được tộc trưởng tiếng kêu thảm thiết, thân hình kịch liệt run rẩy. Bọn họ ngẩng đầu lên xem khởi, trên mặt tràn ngập cho tàn chi sắc. Hiện giờ bọn họ toàn bộ cửu kiếm chủng tộc, chỉ có bọn họ tộc trưởng một người vũ trụ tôn giả. Hiện tại nếu là bọn họ tộc trưởng đã chết, kia bọn họ toàn bộ cửu kiếm chủng tộc liền hoàn toàn xong đời. Liền hoàn toàn diệt công một người danh cửu kiếm chủng tộc cường giả thân hình run rẩy ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trống nhưng thực mau bọn họ nhìn đến tiếng sấm mở ra long đầu trong miệng thốt ra một khối thi thể thi thể nhanh chóng hướng tới phía dưới rơi xuống cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng ngã xuống t nhìn đến toàn bộ cục diện ngay lập tức phát sinh biến hóa chung quanh quan chiến mấy chục vạn người đến hút một mụn khí lạnh nháy mắt biến hóa cổ họa tông môn cường giả ra tay liễu thần tôn giả ra tay cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng ngã xuống tứ đại thế lực công kích, hiện giờ cửu kiếm chủng tộc xem như hoàn toàn ra cục. Cửu kiếm tộc trưởng ngã xuống, mọi người cũng rõ ràng, này đại biểu cho Ngân Hà từ đây lúc sau, lại mất đi một cái vũ trụ sơ cấp chủng tộc. Liễu thần tôn giả thực lực, quá cường. Mọi người trong lòng cảm thán. Tấu chương xong. Chương 3169, Diệt Thượng. Cửu kiếm chủng tộc xem như hoàn toàn bị tiêu diệt. Cửu kiếm chủng tộc tộc trưởng ngã xuống, cửu kiếm đã không có một người vũ trụ tôn giả, hơn nữa tam vạn nhiều danh tinh anh cường giả hiện giờ cũng chỉ có bảy tám ngàn danh. Liễu thần tôn giả thế nhưng thật sự kiềm chế hai cái vũ trụ tôn giả tam giai cường giả, này. chung quanh quan chiến mọi người đầy mặt chấn động nhìn phía trước một màn này. Cửu kiếm tộc trưởng tử vong, đã có thể tuyên bố cửu kiếm chủng tộc diệt vong. Mà liễu thần tôn giả cường đại, ra ngoài mọi người dự kiến. Bọn họ một đám đầy mặt khiếp sợ nhìn. Sát. Vương tiên chém giết một người vũ trụ tôn giả sau, tốc độ như củ thi triển đến cực hạn, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm một người huyết lệ chủng tộc vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại oanh ngay sau đó vương tiên thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người khủng bố vô cùng long trảo hướng tới hắn chọc tới không xong tên kia huyết lệ chủng tộc vũ trụ tôn giả nhị giai tồn tại thấy như vậy một màn sắc mặt cuồng biến hắn không có chút nào do dự vội vàng hướng tới một bên trốn đi trốn rất sao lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến một đám trận pháp hướng tới hắn oanh kích mà đi cái gì tộc trưởng cứu mạng Tên kia huyết lệ chủng tộc vũ trụ tôn giả nhị giai cường giả đồng tử hơi co lại, vội vàng hướng tới tộc trưởng cầu cứu nói. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, thực mau hắn thanh âm đột nhiên im bặt, từng đạo khủng bố trận pháp rơi xuống đi. Sát. Một bên vị trí, ngao giải cùng ba gã vũ trụ tôn giả nhị giai thủ hạ điên cùng vây công cuối cùng một người vũ trụ tôn giả nhị giai, cũng chính là kim sắc bộ xương khô tộc trưởng. Liễu thần tôn giả, ngươi dám tham dự chúng ta chi gian chiến tranh, ngày sau chúng ta nhất định đem ngươi tiêu diệt. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng nhìn đến bốn điều cắn nuốt chi long hướng tới hắn vây công mà đến, đầy mặt kinh sợ điên cuồng hét lên nói. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, làm hắn có một loại dự cảm bất hảo. Cút ngay, liễu thần tôn giả, ngươi cút ngay cho ta. Huyết lệ tộc trưởng cũng là sắc mặt cuồng biến, tôn giả cấp bậc tộc nhân hiện tại bị một đám chém giết, mà trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện liễu thần tôn giả, kia khủng bố cành làm hắn căn bản tránh thoát không được. Hắn cho dù là muốn chi viện, cũng làm không đến. Này làm hắn trên người tản ra nồng đậm huyết khí, một đôi đỏ như máu đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm liễu thần tôn giả nhưng liễu thần tôn giả căn bản không dao động nàng nếu lựa chọn ra tay vậy biết chính mình ra tay hậu quả biện pháp tốt nhất là đưa bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này toàn bộ tiêu diệt lăng trống 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 một bên long bộ xương khô nhìn đến kim sắc bộ xương khô tộc trưởng tao ngộ đến nguy cơ cùng bạo nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn từng cây long cốt đã xảy ra biến hóa từng cây long cốt đã xảy ra rời đi làm hắn toàn bộ thân hình biến thành sắc bén vô cùng vũ khí sắc bén. Hắn thân hình quay cuồng, từng cây cành liễu bị quấy đứt gãy. Ân. Liễu thần tôn giả thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi. Nàng cánh tay vung lên, từng cây lá liễu bay thẳng đến hắn trên người oanh kích mà đi. Bất quá, lá liễu dừng ở Long Quốc thượng, cũng không có đối này tạo thành bao lớn thương tổn. Trống trống trống. Chi phối chúng ta thần long long khu, ta tới diệt ngươi. Tiếng sấm nâng lên long đầu, trong mắt đồng dạng tràn ngập cuồng bạo lành lạnh hắn tiến lên, bay thẳng đến kia long bộ xương khô tập kích mà đi. Trống trống trống, ta muốn cắn nuốt ngươi huyết mạch. Long bộ xương khô nhìn lôi long hướng tới chính mình tập kích mà đến, lạnh băng quát. Bất quá ở hắn trong mắt, lộ ra một tia ngưng trọng. Đại chiến 10 ngày, bọn họ chi gian đối với hai bên thực lực cũng có một ít hiểu biết. Này lôi long thực lực, so với chính mình hiếu thắng. Đối phương hiện giờ gia tăng một người liễu thần tôn giả, bọn họ đã không phải long cung đối thủ. Trống trống, kim cốt. Hắn gào trống một tiếng, hôn một tiếng kim sắc bộ xương khô tộc trưởng. Lui lại, sở hữu bộ xương khô nhất tộc thành viên, toàn bộ lui lại. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng nghe được long bộ xương khô thanh âm, tràn ngập không cam lòng quát. Cái này muốn lui lại, có phải hay không có chút chậm? Vương tiên lành lạnh thanh âm truyền đến, thân hình vừa động, nháy mắt đi vào kim sắc bộ xương khô tộc trưởng phía trước, long đuôi bay thẳng đến hắn quét ngang mà đi. Không tốt, tộc trưởng, chúng ta chung quanh bị trận pháp bao phủ, không thể đủ trực tiếp thoát đi, yêu cầu tộc trưởng phá vỡ trận pháp long bộ xương khô đại nhân phá vỡ trận pháp chung quanh một người danh vũ trụ tôn giả nhất giai cường giả nghe được tộc trưởng bọn họ mệnh lệnh muốn nháy mắt trốn hồi chính mình thần quốc nội nhưng lại kinh sợ phát hiện trận pháp đưa bọn họ bao phủ lấy thực lực của bọn họ căn bản phá không khai trận pháp hơn nữa ở bọn họ chung quanh long cung ba bốn danh vũ trụ tôn giả vây công bọn họ này làm bọn hắn trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng không có tộc trưởng cùng long bộ xương khô đại nhân che chở bọn họ căn bản không phải long cung cường giả đối thủ không xong, bộ xương khô nhất tộc cùng huyết lệ chủng tộc bọn họ muốn lui. Đều là bởi vì kia đáng chết liễu thần tôn giả, nếu như không phải nàng đột nhiên ra tay, Long Cung cũng sẽ không chiếm theo thượng phong. Liễu thần tôn giả, ngươi đây là cùng chúng ta cổ họa tông môn là địch. Cổ họa tông môn hai gã vũ trụ tôn giả sắc mặt vô cùng nan kham quát. Hừ. Liễu thần tôn giả nghe được bọn họ nói, hừ nhẹ một tiếng, không có để ý tới. Đi, chúng ta cũng đi. Cổ họa tông môn tả hộ phát mặt âm trầm, lập tức nói. Đi ra tay công kích chúng ta Long Cung, là dễ dàng như vậy đào tẩu sao? Thiên trận thân ảnh bất tri bất giác xuất hiện ở bọn họ phía sau, lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm. Ha ha, các ngươi Long Cung còn muốn đem chúng ta lưu lại nơi này. Hai người ánh mắt âm u nhìn chầm chầm thiên trận. Không sai, chính là đem các ngươi lưu lại nơi này. Thiên trận lạnh lùng nói, chung quanh một đám trận pháp dâng lên, bay thẳng đến bọn họ bao trùm mà đi. Phốt! A à A! À. Lúc này, kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, bọn họ hai người sắc mặt hơi đổi, ánh mắt hướng tới một bên nhìn lại. Hai gã vũ trụ tôn giả bị Long cung cường giả chém giết. Bọn họ thần sắc hơi hơi một ngưng. Ầm ầm ầm. Vang lớn thanh âm truyền đến, kim sắc bộ xương khô tộc trưởng nơi đó, ở vương tiên cùng ngao giải bọn họ năm người vây công dưới, này căn bản không có đánh trả chi lực. Từng đạo khủng bố công kích dừng ở thân hình hắn thượng, lệnh này thân hình nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rắc. Hắn trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Long bộ xương khô đại nhân, cứu ta kim sắc bộ xương khô tộc trưởng có chút tuyệt vọng cầu cứu nói hôm nay các ngươi tam tộc tất cả mọi người đến chết vương tiên lạnh lùng nói khạch 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 sát ta cấp sát một cái không lưu bác kỳ ma sát hai người giống như màu đen quỷ mị hướng tới một người danh vũ trụ tôn giả trong cơ thể toản đi ngao yêu du tẩu với quang minh cùng trong bóng tối tiến hành lần lượt khủng bố săn giết không có hai gã vũ trụ tôn giả tam giai cường giả quấy nhiễu bọn họ nhanh chóng thu hoạch bộ xương khô nhất tộc cùng huyết lệ chủng tộc vũ trụ tôn giả Trốn huyết lệ chủng tộc cảm ứng được từng màn này, thân hình có chút run rẩy. Bại, bọn họ xem như hoàn toàn bại. Kế tiếp, có thể đào tẩu nhiều ít, bỏ chạy đi nhiều ít. Hắn thân hình vừa động, cũng không có ham chiến chi tâm, muốn hướng tới phía sau bỏ chạy đi. Tấu chương xong. Chương 3170, Diệt Hạ. Muốn trốn. Liễu thần tôn giả nhìn đến huyết lệ tộc trưởng muốn đào tẩu, trên mặt lộ ra lạnh băng thần sắc. Một đôi nhị nàng đều có thể đủ tiến hành kiềm chế, một chọi một dưới tình huống, Nàng càng không sợ chút nào. Nhìn muốn đào tẩu huyết lệ tộc trưởng, nàng cánh tay vung lên, vô số liễu rủ hướng tới hắn tập kích mà đi. Từng cây liễu rủ đem hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Đáng chết, ta không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt nhìn đem chính mình hoàn toàn bao phủ cành liễu, hắn sắc mặt dị thường nan kham. Thực lực của hắn vốn chính là dựa vào long lân mới tăng lên đi lên, cùng bình thường vũ trụ tôn giả tam giai tiếp cận, nhưng là đối mặt vũ trụ tôn giả tam giai trung cường giả, hắn căn bản không phải đối thủ đặc biệt là liễu thần tôn giả loại này. Chỉ dựa vào chính mình một người, căn bản thoát khỏi không được đối phương tập kích. Không thể lại ở lâu. Trên mặt hắn lộ ra nôn nóng thần sắc. Vèo vèo vèo. Lúc này, từng cây cành liễu hướng tới hắn thân hình quốc đánh mà đến. Này làm hắn sắc mặt biến đổi lớn. ầm ầm ầm. Cành liễu dừng ở hắn trên người, lệnh này trên người máu văng khắp nơi. Áp chế, hoàn toàn áp chế. Không được, không được. Ở vào khổng lồ cành liễu không gian nội, hắn căn bản không có sức phản kháng. Trống trống trống. Hắn giơ lên đầu, phát ra gầm lên giận dữ, trên người từng mảnh long lân trực tiếp bay ra đi, hướng tới từng cây cành liễu chém tới. Sắc bén vô cùng long lân lập tức trảm rớt từng cây cành liễu. Bất quá thực mau, chặt đứt cành liễu lại lần nữa sinh trưởng ra tới, tiếp tục hướng tới huyết lệ tộc trưởng quốc đánh mà đi. Đột phá. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, trực tiếp bay qua tới. Bao trùm trong người khu thượng long lân chậm rãi huyền phù lên, từng mảnh long lân hướng tới cành liễu chém tới. Vèo vèo vèo. Bất quá lúc này đây, đương từng mảnh long lân bay ra đi chặt đứt từng cây cành liễu thời điểm, càng nhiều cành liễu hướng tới long lân quấn quanh mà đi, đem chi bao bọc lấy. Long lân rốt cuộc không phải huyết lệ tộc trưởng thân hình một bộ phận, từng cây long lân ở chặt đứt cành liễu đồng thời, cũng bị liễu thần tôn giả trấn áp. Đáng chết, phá phá phá. Nhìn đến trên người long lân bị trấn áp, huyết lệ chủng tộc tộc trưởng đồng tử chảy ra máu tươi, cũng bất chấp tổn thất, đại lượng long lân hướng tới cành liễu chém tới. Liễu Thần Tôn giả cánh tay huy động, ở Long Lân chặt đứt cành Liễu Lực công kích giảm đi thời điểm, từng cây liễu một ngưng tụ thành nhà giam, đem Long Lân toàn bộ trấn áp. Không được, tiếp tục đi xuống chính mình liền phải xong đời, cần thiết chạy ra tới, cần thiết. Huyết Lệ chủng tộc cảm ứng được Long Lân bị trấn áp, cảm ứng được thực lực của chính mình suy yếu, ánh mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc. Tiếp tục háo đi xuống, chính mình có khả năng sẽ hoàn toàn ngã xuống ở chỗ này. Long Lân, phá. Hắn cắn chặt răng, thân hình thượng sở hữu long lân chậm rãi từ trên thân thể hắn hiện lên ngưng tụ thành một đạo khủng bố long lân gió lốc long lân gió lốc bay thẳng đến phong tỏa hắn cành liễu công kích mà đi vèo 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 long lân gió lốc nơi đi qua sở hữu cành liễu toàn bộ bị chặt đứt liễu thần tôn giả hơi hơi nhíu mày trên mặt do dự một chút cánh tay vung lên hắn bàn tay trực tiếp biến trường hóa thành một cái khổng lồ vô cùng liễu một cành khô khổng lồ cành khô xoay tròn ngưng tụ giống như lão thụ bàn căng liễu một cành khô trực tiếp đem sở hữu long lân quấn quanh trụ trốn huyết lệ tộc trưởng mượn dùng kia vô số long lân phá vỡ an toàn không gian thân hình khẽ rung lên chậm rãi hư ảo lên liễu thần tôn giả nhìn hư ảo huyết lệ tộc trưởng không kịp ngăn cản hơi hơi lắc lắc đầu huyết lệ chủng tộc tộc trưởng đào tẩu bất quá hắn long lân bị ta trấn áp ở đương huyết lệ chủng tộc tộc, tộc trưởng đào tẩu lúc sau long lân thượng sức phản kháng biến mất liễu thần tôn giả cánh tay vung lên sở hữu long lân chọc vào trong tay mở miệng nói đa tạ liễu thần tôn giả vương tiên nghe được nàng thanh âm lập tức cảm kích tiếp tục nói nếu liễu thần tôn giả đã ra tay liền lại giúp chúng ta trấn áp kia chỉ long bộ xương khô đi xong việc chúng ta long cung sẽ thâm tạ hảo liễu thần tôn giả không có cự tuyệt thân hình vừa động phía sau mang theo đầy trời cành liễu bay thẳng đến kia long bộ xương khô tập kích mà đi không xong trống trống kia long bộ xương khô nhìn đến liễu thần tôn giả hướng tới chính mình công kích mà đến thần sắc biến đổi lớn lấy thực lực của hắn hắn cũng có thể nháy mắt đào tẩu. Nhưng là, bọn họ bộ xương khô nhất tộc sở hữu thần quốc, toàn bộ đều ở bộ xương khô trên đảo mặt. Hắn cho dù là nháy mắt trở lại chính mình thần quốc nội, cũng là trở lại bộ xương khô đảo thôi. Mà bộ xương khô đảo liền ở bên cạnh, nói cách khác, trừ phi hắn có thể đột phá đi ra ngoài, nếu không tử lộ một cái. Này lệnh long bộ xương khô ánh mắt lộ ra nôn nóng thần sắc. Vô luận là lôi long vẫn là liễu thần tôn giả, một chọi một dưới tình huống hắn đều không phải đối thủ. Càng đừng nói một đôi nhị a à a à à. lúc này chung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên tôn giả số lượng vốn là so long cung giảm rất nhiều tam tộc hiện tại hoàn toàn là nghiêng về một bên một người danh vũ trụ tôn giả nhanh chóng bị chém giết tộc trưởng đào tẩu chúng ta xong rồi một người huyết lệ chủng tộc vũ trụ tôn giả nhìn đến chính mình tộc trưởng đào vong nhìn trước người vây công chính mình bốn gã vũ trụ tôn giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc chính mình muốn chết không tốt tam tộc hoàn toàn tan tác một bên vị trí bị thiên trận phong tỏa trụ hai gã cổ họa tông môn vũ trụ tôn giả, sắc mặt biến đổi lớn. Liều mạng, chạy đi. Bọn họ gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu bất kể hậu quả tiến hành đột phá. Bọn họ biết, lại không tiến hành đột phá, bọn họ rất có khả năng phải bị lưu lại nơi này. ầm ầm ầm. Không. Lúc này, từng tiếng vang lớn cùng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Bọn họ ánh mắt quét tới, trong lòng trầm xuống. Kim sắc bộ xương khô tộc trưởng đầy mặt thân hình đã hoàn toàn vỡ ra hỏng mất, sinh cơ nhanh chóng mất đi trừ bỏ bọn họ ở ngoài, sở hữu vũ trụ tôn giả nhị giai, toàn bộ bị giết. Lúc này, bọn họ cảm ứng được một đám ánh mắt hướng tới bọn họ nhìn qua. Nhìn đến Long cung kia Long Vương, cùng với Long cung mặt khác bốn gã vũ trụ tôn giả nhị giai cường giả tỏa định bọn họ, bọn họ trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Một tia mồ hôi lạnh xuất hiện ở bọn họ trên trán, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Giải quyết rớt cổ họa tông môn hai tên gia hỏa. Vương Tiên thanh âm vang lên, đồng thời cũng đại biểu cho một loại thẩm phán này lệnh cổ họa tông môn hai gã tôn giả sắc mặt tái nhật vô cùng. Xong rồi, tam tộc hoàn toàn xong rồi, cổ họa tông môn hai gã tôn giả cũng muốn xong rồi. Cuối cùng tuy rằng có liễu thần tôn giả ra tay nguyên nhân, nhưng là long cung thực lực cũng phi thường khủng bố, 40 danh vũ trụ tôn giả A. Một trận chiến này quả thực quá khủng bố, phỏng chừng vũ trụ tôn giả muốn ngã xuống hai mươi mấy người, bộ xương khô nhất tộc phải bị hoàn toàn diệt tộc A. Muốn kết thúc, tam tộc bị diệt, này quả thực vô pháp tưởng tượng chung quanh quan chiến mọi người thấy như vậy một màn, một đám trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc. Chiến đấu dằn co 10 ngày, tam tộc tinh anh gần như toàn bộ tử vong. Long cung kia khủng bố vô cùng thực lực. Long cung kia cường đại vô cùng thuần chủng thần long, hoàn toàn hiện ra ở ngân hà sở hữu thế lực trước mặt. Này thực lực khủng bố, lệnh sở hữu thế lực run rẩy. Tấu chương xong.